Xin chào mọi người, giới thiệu với mọi người một cặp chòe sứ Bát Tràng. Mẫu chế tác hình ảnh là Tứ Quý Trường Xuân, Tùng Cúc Trúc Ma. Sản phẩm thì thuộc cái dòng men lam và thuộc cái dòng đất trắng men lam khử nhá, đất trắng. Họa tiết vẽ thủ công bằng tay và trên một cái bình này sẽ được chia thành 4 ô. 4 ô bộ khung là bốn cảnh khác nhau, bốn cảnh, mỗi một cảnh sẽ vẽ một loại cây, loại hoa biểu tượng của một mùa xuân hạ thu đông. Và chiều cao là tính từ chân cho đến chóp này là 72 và đường kính bụng là 42. Độ dày của chóe này, độ dày của chóe là 0,7 cm nhé, độ dày là 0,7. Và kích thước này là một cái kích thước cũng khá là lớn, kích thước khá là lớn với không gian rộng để chúng ta bày cặp này thì rất là đẹp nhé. Và mình xin phép quay một vòng, đầu tiên là cho mọi người nhìn rõ được cái các cảnh ở trên cái bình này. Đây là mặt chim công và hoa đào này, bên này là tùng hạc diên niên này. Ở dưới chân thì bổ khung họa tiết hoa văn nhé, ở dưới chân bổ khung họa tiết hoa văn. Đây là ngày cây trúc này, trúc và hoa sen biểu tượng của mùa hè nhé, hoa đào là biểu tượng của mùa xuân. Với cái mẫu chòe tứ cảnh này thì nếu như mà chúng ta bày giữa nhà thì đứng ở góc nào chúng ta cũng có thể nhìn được cái cảnh vẽ ở trên cái bình. Còn nếu như mà bày vào cái thế dựa lưng vào tường hoặc là bày ở cạnh ban thờ ấy, thì chúng ta có thể mỗi mùa chúng ta bày một cái cảnh ra để tương xứng với một mùa. Mùa hè chúng ta sẽ lại bày cái mặt này ra này. Cái men này của nó nhé, cái dòng này là dòng trơn, họa tiết trong men, độ màu bền màu và cái độ bóng này là nó sẽ trường tồn với thời gian, nó không sợ phai mờ đâu. À, thoải mái nhé, không ảnh hưởng gì cả đến họa tiết. Sờ vào bình thì nó sẽ như là trơn mịn và mượt như chúng ta sờ lên trên kính nhé. Và cái này của nó cũng rất là nặng đấy, rất là nặng. Và tiếp theo sang đến cảnh là hình ảnh hoa cúc này, hoa cúc và hình ảnh gia đình gà. Cúc và gia đình gà là biểu tượng của mùa thu, một gia đình gà quây quần bên nhau thể hiện cho cái cuộc sống gia đình hạnh phúc, gia đình mọi thành viên đều đoàn kết quây quần bên nhau. Đây, hình ảnh gia đình gà, tùng hạc diên niên, hình ảnh cây tùng và chim hạc. Thì ở giữa các khung thì cũng được trang trí họa tiết hoa văn nhé, ở giữa các khung cũng được trang trí họa tiết hoa văn và trong lòng chóe thì cũng được phủ men nhé. Đây là trên nắp chóe này, trên nắp chóe thì cũng được vẽ hai cảnh, mùa hai cảnh và hai cảnh này thì cũng có bốn loại cây loại hoa biểu tượng bốn mùa nhé, rất là bóng, cực kỳ bóng. Hàng cực kỳ dày dặn nha mọi người nhé. Sẽ lật ở dưới đáy và trên miệng lên để cho mọi người cùng xem. Đây là dưới đáy này. Đấy, hàng đất trắng. Nó sẽ trắng như đá, như viên đá trắng như thế nào thì hàng này y như vậy nhé. Trong lòng này, men. Bây giờ thì mình sẽ quay từng cái cảnh ra để cho mọi người cùng cùng nhìn được. Và quay cùng cảnh đấy. Đầu tiên thì chúng ta đây có thể bày này, tùng hạc ra. Đấy, chúng ta đầu tiên chúng ta có thể bày tùng hạc này. Thì chúng ta có thể bày xen kẽ mọi người nhé. Ví dụ một bên là tùng hạc, một bên là chim công, hoa đào. Hoặc là một bên tùng hạc, một bên có thể là hình ảnh gia đình gà. Đấy, chúng ta có thể bày xen kẽ được kiểu như vậy. Cái mẫu tứ cảnh này thì bày được nhiều kiểu lắm, vừa xen kẽ này lại vừa bày được cùng cảnh. Chúng ta chơi tứ cảnh này cũng rất là hay, bày được nhiều kiểu. Từ chân đấy nhé, tiếp theo sang đến hoa cúc đi, bày cùng cảnh ra cho mọi người nhìn nó sẽ dễ. Hoa cúc này, là mẫu hoa cúc. Và tất cả những sản phẩm này chúng tôi đều giao tận nơi toàn quốc, nhận hàng kiểm tra đúng mẫu nguyên vẹn không xích mẻ thì mọi người mới nhận hàng nhé.
Giá ở cặp này là 17 triệu một cặp nhé. Giá là 17 triệu một cặp. Đây là hình ảnh gia đình gà đấy. Đây là hình ảnh gia đình gà. Trúc này, trúc sen, chúng ta sẽ lại bày cảnh trúc sen lại ra. Mọi người nếu như quan tâm nhé, cứ liên hệ qua số điện thoại đang được gắn ở bên trên video ấy, nhắn tin và chúng tôi sẽ gửi ảnh cho mọi người tham khảo thêm vài mẫu nhé. Ở trên kênh thì mình cũng đăng nhiều sản phẩm lắm, liên tục cập nhật lên bên trên. Và nếu như mọi người mà xem ấy, có thể vào trên kênh để xem sản phẩm. Mọi người vào cái mục danh sách phát ấy. Đấy, vào mục danh sách phát sau đó tìm dòng sản phẩm và vào đó, vào những cái mục đó và xem chi tiết hơn về từng dòng sản phẩm. Ở trên thị trường hiện tại nó có một dòng gọi là dòng oxy và dòng khử, thì hai dòng men đấy, đây là dòng khử. Dòng khử và dòng oxy thì nó sẽ khác nhau như thế nào đúng không ạ? Cái dòng khử này thì đầu tiên là phải đất trắng này, đun ở nhiệt độ cao thì nó sẽ cho ra cái nền sứ nó trắng tinh như thế này, nó sẽ sạch sẽ, nó sẽ sạch sẽ, men bóng sâu. Còn hàng oxy thì nhìn nó sẽ tối hơn, nhìn nó không được trắng tinh như thế này, nhìn nó sẽ màu, có cái thì màu nâu, có cái thì màu vàng xanh. Chung là về cái dòng sứ này thì cái loại đang khử này đang là cái loại hàng sứ đẹp và nhất hiện tại. Khử này thì cũng có nhiều loại mọi người nhé, cùng là chất đất, cùng chất men đấy, nhưng mà nó sẽ có nhiều kiểu giá khác nhau, nó tùy thuộc vào cái họa tiết vẽ ở trên cái chóe ấy. Có những cái họa tiết nó vẽ đơn giản thì cái giá nó sẽ khác, những họa tiết mà vẽ cầu kỳ thì cái giá nó lại khác. Chúng ta ví dụ nhìn như những cái ô họa tiết hoa văn này, trông cái này thôi nhưng mà phải tô tỉ mỉ lắm đấy thì nó mới gọn gàng được như này. Đấy, những cái họa tiết hoa văn nhỏ nhỏ phải tô tỉ mỉ lắm thì nó mới gọn gàng được như vậy nhé. Đây, những họa tiết hoa văn nhỏ nhỏ đấy, tô cực kỳ tỉ mỉ đấy. À, sau khi xem xong những cái video của mình, nếu như mọi người thấy video hay và ý nghĩa thì rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết được về những sản phẩm gốm sứ Bát Tràng của Việt Nam nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này và xin chào. Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh. Mọi người có thể xem video trực tiếp. Mình làm rất nhiều những cái video chi tiết về những cái sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng và liên tục cập nhật lên trên kênh rất nhiều những cái sản phẩm mới nhất, mọi người có thể lên trên kênh tham khảo. Hiện giờ thì mình đang làm hai kênh. Kênh đầu tiên là kênh gốm sứ Bát Tràng. Ở trên kênh gốm sứ Bát Tràng thì có rất nhiều những cái sản phẩm thuộc cái dòng sản phẩm của Bát Tràng, như là ví dụ gồm bát, đĩa, ấm, chén, đồ thờ, bình phong thủy, chum, vại. Nói chung là tất cả những cái sản phẩm gì của Bát Tràng mình sẽ đưa lên trên kênh gốm sứ Bát Tràng, mọi người có thể lên trên kênh đó và tham khảo. Và một kênh thứ hai nữa là kênh vật phẩm phong thủy. Thì trên kênh vật phẩm phong thủy thì mình sẽ chỉ đăng lên những cái sản phẩm như là bình phong thủy, tượng và những cái món đồ phong thủy để chúng ta trưng bày. Nếu như mọi người mà muốn xem những cái vật phẩm mà chuyên về phong thủy thì mọi người có thể lên trên kênh vật phẩm phong thủy. Cái đường link của hai kênh này thì mình sẽ để ở cái mục bình luận và mô tả của video. Mọi người có thể lên trên kênh, bấm vào cái đường link đó để lên trên kênh để tham khảo những cái mẫu mới nhất của Bát Tràng hiện tại. Bởi vì không phải ai cũng có thời gian hay là điều kiện để chúng ta có thể đến tận nơi xem sản phẩm thực tế được. Chính vì vậy mình làm những cái video này với mục đích là chia sẻ với mọi người hiểu hơn nữa về sản phẩm và cũng như là biết thêm những cái sản phẩm gốm sứ được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào.